làm gì được là được. Anh bảo nhưng mà nhiều khi nó không đúng thì chú phải chỉnh đi. Đá, làm con đấy mà dễ nhìn thì chú sang thôi. Chú làm sao cho khán chú là khán giả đúng không? Chú làm sao chú dễ nhìn là khán giả người ta dễ nhìn. Quay ra là dễ nhìn thì khán giả nó dễ nhìn. Rất đơn giản. Nhiều lúc làm một video nó rất là dễ, nhưng mà có thể nó đạt được hàng triệu view. Không biết thế nào nói trước được. Chỉ một tờ giấy 1 triệu view. Đây nó trắng quá, chả nhìn thấy cái gì. Kệ nó, nhìn thấy thôi mà trong nó nhìn thấy. Quay liền nhé. Thử luôn nhé.